Thì xin mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái chia sẻ cái cảnh là chúng ta mình đang xịt lúa cử chỗ đều. Đây giống mình là bạn lúa nằm một, lúa mình này hơi cao các bạn, anh xịt nó đi tới tới vai rồi. Thì đang là sử dụng động cơ máy mình sẽ xịt, đây là cử chỗ đều và anh xịt, đây là anh xịt động cơ máy hai thì nước ra rất là tốt nữa các bạn. Đây các bạn xem đây, lúa này thì cũng mình thấy thì nó cũng được, nhưng mà tại vì đất mình nó lúng các bạn, lúa qua lúng lúng quá thì anh đi thấy nó lúng tới dài. Các bạn xem đây, đây các bạn xem, càng ra rất là tốt ha, chạy đi càng chạy ra rất là nhỏ, nhưng mà hút ra nhiều lắm. Đây mấy bạn xem cánh đồng của lúa của mình đây, đây là lúa một của chỗ là sẹp, mình nhận thấy là lúa là tương đối là đẹp đấy, chưa có bị lép gì hết, chưa có vàng lá không chứ lá. Rồi mình sẵn đây mình chia sẻ thuốc mình sử dụng, đây là tên là Sumitomo hay là diệt khuẩn có chất là oxolinic acid, 20% WB, này là của Nhật Bản các bạn. Mình mua cái giá cái thuốc này là hiện tại là 76.000 và mình xịt cho 2 bình 25 lít là một bình khoảng 38.000, hơi mắc ha. Còn loại thuốc thứ hai là mình sẽ chia sẻ các bạn là mình xịt tin. Đây giả số thuốc của mình đây các bạn, đây là tin mình xịt, loại thuốc là tin của Syngenta do tập đoàn Lộc Trời phân phối, tin super với liều lượng là một bình 25 lít thì mình xịt là 25cc và nó đặc trị khô dần lấy hạt lúa. Và cái loại thuốc thứ ba mình xịt đó là Philia của Syngenta do tập đoàn Lộc Trời phân phối. Đây mấy bạn xem Philia này, thì mình xịt Philia thì với liều lượng là 30cc cho bình 25 lít để phòng ngừa bệnh đậu ôn. Đó là cách xịt của mình.